Ở trong bài đánh giá chi tiết chiếc Oppo Reno 7 thì mình đã phân tích rất rõ ràng, chiếc máy này hoàn toàn có thể cạnh tranh song phẳng với những đối thủ tới từ Samsung để có thể trở thành một chiếc máy bán chạy nhất trong phân khúc tầm giá từ 8 đến 9 triệu đồng. Và nếu như anh em để ý thì ở trong khoảng thời gian gần đây chúng ta có sự xuất hiện của một chiếc máy khác có cùng phân khúc tầm giá với chiếc Reno 7, đấy chính là chiếc Bphone A85, một chiếc máy vừa mới được ra mắt trong khoảng thời gian gần đây. Và để có một cái nhìn tổng quan hơn thì ở trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi so sánh hai chiếc máy này nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viettel Store và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video ngay bây giờ. Đầu tiên thì cũng phải làm rõ luôn là chiếc Bphone A85 hiện tại chúng mình vẫn chưa được trên tay trực tiếp. Thế cho nên toàn bộ những phần so sánh hôm nay của chúng mình sẽ chỉ là những phần so sánh mặt thông số giữa hai chiếc máy này mà thôi, để xem tính cạnh tranh của chiếc Bphone A85 và chiếc Oppo Reno 7 ở trong cùng phân khúc tầm giá nó sẽ như thế nào. Đến phần thiết kế thì anh em sẽ nhận ra ngay một điều, đấy là chiếc Oppo Reno 7 và Bphone A85 gần như là có chung một ngôn ngữ thiết kế. Tại sao mình lại nói như vậy thì anh em có thể để ý là ở phần mặt sau của cả hai chiếc máy này đều sẽ được phủ một lớp da. Và lớp da này theo như CEO Nguyễn Tử Quảng có nói thì đây là da tự nhiên. Tuy nhiên mình không biết đây là da tự nhiên hay da nhân tạo, bởi vì chúng mình vẫn chưa được trên tay trực tiếp. Còn đối với chiếc Oppo Reno 7 thì phần da này sẽ được Oppo ví von gọi theo một cái tên là sợi thủy tinh. Và với cảm giác cầm nắm thì mình chưa được cầm Bphone A85, thế cho nên mình có thể tạm thời đánh giá là nếu như có cùng ngôn ngữ thiết kế và phần phủ da đấy giống hoàn toàn so với Reno 7 thì mình thấy rằng hai chiếc máy này hoàn toàn có những trải nghiệm cầm nắm vô cùng chắc chắn. Sự khác biệt lớn nhất ở phần mặt lưng anh em sẽ nhận ra ngay, đấy chính là về phần bo cong bên phía các cạnh. Khi ở trên Reno 7, máy sẽ được làm tương đối phẳng phiu, còn ở trên chiếc Bphone A85 thì các cạnh sẽ được bo cong để tăng trải nghiệm cầm nắm. Tuy nhiên thì mình lại không đánh giá quá cao về việc chiếc Bphone A85 được làm nó tương đối mỏng mà còn được bo cong như thế, vì trong quá trình sử dụng rất dễ chúng ta sẽ làm rơi máy. Và theo như một vài những ý kiến review trong khoảng thời gian gần đây mình có tham khảo được ở trên YouTube thì anh em đánh giá rằng đây là một chiếc máy cầm cũng tương đối nhẹ tay, thế cho nên mình cũng không biết rằng nếu như chúng ta sử dụng trong khoảng về lâu về dài thì máy có xảy ra hiện tượng bị trơn và có bị dễ rơi hay không. Cái này vẫn là một ẩn số và mong rằng trong khoảng thời gian sắp tới thì chúng mình sẽ có cơ hội được cầm trên tay chiếc máy này để gửi tới anh em bài đánh giá chi tiết. Còn về module camera, anh em sẽ thấy ngay một điều, đấy là module camera ở trên chiếc Oppo Reno 7 mình thấy có một cái gì đấy nó cân đối hơn một chút khi mà chúng ta sẽ có phần hai camera được đặt đối xứng nhau. Bản thân mình thì mình thích phần thiết kế module camera ở trên chiếc Oppo Reno 7 hơn khá nhiều so với chiếc Bphone A85. Thiết kế ở trên chiếc Bphone A85 anh em sẽ nhận ra ngay nó gần như tương đồng so với những chiếc máy tới từ Vivo, những chiếc máy nằm ở trong phân khúc cao cấp, ví dụ như Vivo X50 hay X60. Vậy cho nên là mình sẽ tạm thời đánh giá về phần ngôn ngữ thiết kế mặt sau là chiếc Oppo Reno 7 sẽ có phần gì đấy nhỉnh hơn một chút khi mà xét giữa cả trải nghiệm thực dụng cũng như là về phần ngôn ngữ thiết kế tổng thể và sự lạ mắt ở trong thiết kế. Ở phần mặt trước thì anh em sẽ thấy ngay, đấy là chúng ta sẽ có hai trường phái riêng biệt. Một chiếc máy sẽ được trang bị màn hình đục lỗ kép và một chiếc máy sẽ được trang bị màn hình đục lỗ bình thường mà thôi. Chúng ta sẽ chỉ có duy nhất một phần nốt ruồi, chính xác là một phần đục lỗ. Thế nên tạm thời chúng ta có thể đánh giá rằng diện tích hiển thị thực tế ở trên chiếc Bphone A85 có thể sẽ thua thiệt một chút so với chiếc Oppo Reno 7. Tuy nhiên mình không thể nào đánh giá theo một cách phiếm diện như vậy được, chúng ta cần phải có thêm nhiều trải nghiệm thực tế hơn nữa thì chúng ta mới có thể làm rõ được. Vì bên ngoài việc phần đục lỗ, chúng ta sẽ còn phải xét xem giữa phần cạnh trên, cạnh dưới, cạnh trái, cạnh phải ở phần màn hình như thế nào thì chúng ta mới có thể đánh giá chính xác được là diện tích hiển thị trực tiếp ở trên một chiếc máy nó sẽ ra làm sao. Đến với phần mà mình nghĩ nhiều anh em là những chip thủ, là những chúa tể hiệu năng, là ông hoàng chơi game để ý nhất, đấy chính là về phần hiệu năng. Khi mà ở trên chiếc Bphone A85 chúng ta sẽ được trang bị con chip Dimensity 810, còn ở trên chiếc Oppo Reno 7 4G thì sẽ được trang bị con chip là Snapdragon 680. Thực sự thì khá khó có cửa để cho chiếc Oppo Reno 7 có thể cạnh tranh một cách song phẳng so với chiếc Bphone A85 ở trong khoản này. Tuy nhiên hãy suy xét dựa trên tất cả những yếu tố, ví dụ như khả năng hỗ trợ phần mềm cũng như là khả năng tương thích game, thì hiện tại chúng ta chưa thể nào làm rõ được. Vì cơ bản là bên cạnh việc có một mức hiệu năng mạnh thì nếu như các hãng không tối ưu tốt được phần giao diện phần mềm, rất có thể chiếc máy này sẽ bị flop hoàn toàn nếu như cạnh tranh song phẳng với những đối thủ khác. Vậy nên tạm thời mình sẽ cho rằng ở trên chiếc Bphone A85 đây sẽ là một ẩn số nếu như chúng ta xét về khoản chơi game. Còn ở trên chiếc Oppo Reno 7 thì trước đấy mình đã từng làm video review, thì ở trên chiếc máy này vừa đủ dùng cho chúng ta chơi được những tựa game với mức đồ họa đấy là từ trung bình khá đổ lên. Với những tựa game nặng thì bắt buộc chúng ta sẽ phải có những tinh chỉnh và cấu hình bên trong để có thể có được những trải nghiệm chơi game mượt mà nhất. Và trong quá trình chơi game thì máy sẽ tương đối nóng ở một số phần, và cái này sẽ là những cái mà anh em đặc biệt phải lưu ý khi mà chúng ta chơi game ở trên một phần mặt lưng được làm giả da như thế.
Với bộ nhớ RAM và ROM thì mình nghĩ là mình sẽ không đánh giá quá nhiều về yếu tố này, vì theo như quan điểm cá nhân của mình, hiện tại tối đa chúng ta cũng chỉ cần đến khoảng 6-8GB mà thôi. Anh em dùng nhiều thì 8GB RAM là hoàn toàn thoải mái. Cả hai chiếc máy này hoàn toàn đủ để đáp ứng được những nhu cầu trải nghiệm sử dụng của chúng ta. Không biết là anh em đánh giá sao về mức hiệu năng tổng thể giữa hai chiếc máy này thì xin anh em hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới phần comment. Rồi, thế còn về phần màn hình, bản thân mình khi nghe qua về phần đánh giá màn hình ở trên chiếc Bphone A85 thì mình sẽ có một phần nào đấy nhỉnh hơn đôi chút so với chiếc Oppo Reno 7. Mặc dù cả hai thì đều có thông số na ná giống nhau, đều cùng là màn hình Full HD, đều cùng là tấm nền AMOLED. Cái này thì chúng ta sẽ phải chờ đến khi mà chúng ta có chiếc Bphone A85 để trải nghiệm trực tiếp, và chúng ta sẽ có một cái hệ tham chiếu nhất định so với chiếc Oppo Reno 7. Tạm thời điểm hiện tại mình vẫn sẽ đánh giá là hai chiếc máy này ngang bằng nhau một phần nào đó khi mà chúng ta xét dựa trên những trải nghiệm hiển thị. Và tất nhiên đây là một bài đánh giá mặt thông số, thế nên chúng ta không thể nào dùng những trải nghiệm của những bài review khác để áp vào đây được. Không biết là anh em thấy sao thì xin anh em hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới phần comment. Rồi đến với phần camera thì BKV chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng về việc trang bị cho chúng ta rất đầy đủ các hệ thống ống kính, nếu không phải là về mặt vật lý thì sẽ là về mặt liên quan đến phần mềm. Chúng ta sẽ có một hệ thống 4 ống kính camera sau và 2 ống kính camera selfie ở phía mặt trước. Ở trên chiếc Oppo Reno 7 thì hơi khiêm tốn một chút, chúng ta sẽ chỉ có 2 ống kính camera sau mà thôi. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một camera selfie ở phía mặt trước. Quan trọng ở đây là về thuật toán xử lý hình ảnh. Nếu như mà để xét dựa trên chế độ vọc vạch thì chắc chắn là Bphone A85 sẽ hơn rồi. Còn về thuật toán xử lý hình ảnh thì ở trên chiếc Oppo Reno 7 mình đã từng làm video trước đó, anh em có thể tham khảo. Và ở trên Bphone A85 thì ở thời điểm hiện tại mình có nghe qua một vài những ý kiến review cho rằng là camera ở trên chiếc Bphone A85 hoàn thiện chưa quá tốt về mặt phần mềm. Thế cho nên là chúng ta sẽ phải cần có những tham chiếu nhất định trong một khoảng thời gian sắp tới. Rồi còn về phần pin thì mình sẽ thiên đôi chút về chiếc Oppo Reno 7. Chúng ta sẽ có một viên pin 4500mAh sạc nhanh 33W. Ở trên chiếc Bphone A85 hơi đáng tiếc một chút sẽ chỉ là viên pin 4200mAh. Kết hợp với đấy chúng ta sẽ có sạc nhanh với công suất 30W. Tạm thời chúng ta có thể đánh giá rằng là chiếc Oppo Reno 7 sẽ có thời gian on screen tốt hơn. Ở trên chiếc Bphone A85 thì có rất nhiều những rào cản ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian on screen, ví dụ như là về vấn đề liên quan đến tối ưu phần mềm. Chưa kể đến việc chiếc máy này còn có 5G, nếu như anh em tính đến việc sử dụng 5G trong khoảng thời gian về lâu về dài, máy sẽ nóng lên và rất hao pin, mình đã đề cập trong rất nhiều những video trước đó rồi. Thế cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể đánh giá trực tiếp luôn là chiếc Oppo Reno 7 sẽ giành chiến thắng nếu như xét dựa trên khoảng pin. Và như vậy là mình đã cùng với anh em đi so sánh giữa hai chiếc máy là Oppo Reno 7 và chiếc Bphone A85. Nhìn chung thì mình thấy rằng hai chiếc máy này khá ổn nếu như mà xét dựa trên những đối thủ khác ở trong cùng phân khúc tầm giá. Reno 7 thì vẫn có những hạn chế nhất định liên quan đến mặt hiệu năng, còn về chiếc Bphone A85 thì sẽ là những sự hoài nghi liên quan đến mặt thương hiệu tới từ người dùng. Vậy thì anh em đánh giá sao giữa hai chiếc máy này? Xin anh em hãy để lại ý kiến ở phía dưới phần comment. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay, hãy để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe. Nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video khác trên YouTube của Viettel Store.